10 người chơi này của chúng ta sẽ 10 người chơi này chúng ta sẽ mua mắt tím, chạy ra cái hang sứ giả, ôm ném nhau nha. Khi mà ra tới hang rồi, lúc đó mấy ông tập trung cắm mắt. Khi mà cắm đủ 10 con mắt ở trong hang, làm thành một cái hàng rào rồi á, nói tiếng Việt nha, hiểu nha, làm thành một cái hàng rào rồi, lúc đó bắt đầu là ném nhau, ném tới chết. Ai sống sót cuối cùng người đó thắng. Nếu như mà hai người sống á, thì người nào nhiều máu hơn người đó thắng. Nếu mà hai người, thí dụ mà đội tiếng có hai người còn sống, người nào mà nhiều máu hơn người đó thắng. Ok. Được. Mình bảy hỗ trợ thì bảy làm gì? Ấy suy nghĩ nha. Tất bảy lọc thì lấy triệu. À, mua mắt tím ra cắm thành hàng rào nha. Không mua máu, không mua máu, không mua đồ. Không mua đồ rồi. Không mua đồ về bán nha. Không mua đồ nha. Không mua lọc thì sao nha. Và ông thua. Tôi thấy người chơi công là SLS bấm lộn lá trắng rồi. Vâng. Người chơi này rất cứng. Mất lá trắng là làm sao mà sống này? Rồi nha. Công lại và đây là người chơi công là SLS chúng ta. Mấy ông tự đếm 1, 2, 3 để ném luôn. Đấy. Rồi. Ném nhau tới chết nha. Vâng. Rồi đủ rồi. Chuẩn bị nè. Đứng ra ném nha. Lính xuất hiện là ném, đúng rồi, lính xuất hiện là ném. Lính, khi mà chữ mà lính đã xuất hiện là ném. Rồi vâng, 10 người chơi chúng ta sẽ ném nhau ở trong đây và ném tới chết. Rồi ném đi. Rồi vâng, đã ném nhau rồi vâng, không ném là vâng, người chơi là vậy vâng. Ném đến chết cho tôi, vâng. Tiếng dao ghim mọi người rất là tốt, không đi ra khỏi hang nha. Không ném à. Vâng. Ông kia ném đi. Em chết, đúng rồi đó, ném. Đúng rồi, ném đó. Đấy, ném đi, ném đó, đúng rồi. Rồi, núp rồi, núp cái gì? Vâng, cái ông cục SSC này. Ông đầy máu là ông khôn mà đấy. Rồi, một ông lên nữa rồi. Ném đi, vâng, ném đi. Rồi, tem kia không ném xíu hồi. Xíu hồi tem kia còn sống, ném chết hết. Cả mấy đấy. Chết hết sơ đúng rồi, chết đúng rồi, ném đi, ném rồi, ném rồi, ném rồi. Ông Mario chết ông dở nè, ông không ném nữa, ông bị ném chết đó. Ông là gì thế? Rồi ông cục tức SSC này, ông thắng mẹ rồi. Mấy ông phải ném, mấy ông phải ném để nó chết chứ, mấy ông đừng có đứng như vậy. Ê, dở vậy đây. Rồi, ông cục chức SSC là người chiến thắng. Nhiều máu nhất rồi, xong rồi. Dạ, xong em rồi đó. Cục chức SSC thắng nha. Vâng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Ấn vào đây để xem các clip khác và ấn vào đây để subscribe kênh của mình nha.